Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ở video này ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một chiếc bình hút tài lộc men hoàng thổ và mẫu chế tác hình ảnh. Họa tiết ở trên tác phẩm này là hình ảnh Vinh Quy Bái Tổ. Vinh Quy Bái Tổ là hình ảnh Trạng Nguyên, như ngày xưa là Trạng Nguyên áo gấm về làng. Ở trên cái cảnh này thì được chế tác hình ảnh là ở một vị Trạng Nguyên này, cùng một người vợ này, cùng đoàn tùy tùng. Đang về lại quê cũ, được chế tác thêm cả hình ảnh là cổng làng này, cây đa này, hình ảnh những người lớn tuổi ở trong làng đang ra ngoài cổng làng để đón Trạng Nguyên về. Đấy là hình ảnh Vinh Quy Bái Tổ. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người nhìn cái tác phẩm này. Men là men hoàng thổ màu vàng ngà, họa tiết thì được vẽ tay và đã được mạ thiên vàng 24K. Âm thanh của nó thì cực là đanh nhé. Về kích thước của tác phẩm này cũng là kích thước lớn, cao là 50 và đường kính mụn là 44, cao 50 đường kính mụn 44. Cái tác phẩm này thì thích hợp để với không gian rộng, để với không gian rộng thì rất là thích hợp. Về ý nghĩa của cái họa tiết Vinh Quy Bái Tổ, như thường thì cái tích này là theo từ ngày xưa rồi. Mỗi một lần mà đi thi cử ấy mà đỗ được Trạng Nguyên thì sẽ về thăm lại quê hương cũ của mình, thể hiện cho cái sự lòng biết ơn, nhớ đến cội nguồn, nơi đã sinh ra và nơi đã có công dưỡng là nuôi dưỡng mình để được đạt được đến cái thành công như ngày hôm nay. Cái tác phẩm này, cái họa tiết này thì rất thích hợp để chúng ta mang đi tặng, ví dụ như là ông bà cha mẹ hoặc là dâng lên tổ tiên, nhà thờ tổ, rất thích hợp cái mẫu cảnh này nhé. Thì thời nay hiện đại hơn thì không phải là đỗ Trạng Nguyên hay là làm quan chức gì thì chúng ta mới sử dụng cái họa tiết này. Ví dụ như mọi người có thể là đạt được đến một cái thành công nhất định trong cuộc sống thì chúng ta cũng là nhớ ơn đến những người đã giúp đỡ mình, ví dụ như là những người có công với mình, ông bà cha mẹ tổ tiên. Bây giờ chúng ta là đạt được đến thành công trong công việc các thứ rồi thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái họa tiết này để dâng tặng lên ông bà cha mẹ hoặc là nhà thờ tổ. Mẫu cảnh là Vinh Quy Bái Tổ. Ví dụ như là vào một gia đình mà có những cái bức tranh hoặc là những cái tác phẩm mà hình ảnh Vinh Quy Bái Tổ là chúng ta có thể nghĩ đến là có thể là những thành viên trong gia đình này có người đã đạt được đến những thành công, đạt được công danh, thành tựu trong cuộc sống. Tác phẩm này là vẽ thủ công bằng tay nhé. Tất cả những sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng, được kiểm tra hàng. Được kiểm tra hàng sau đó mới nhận nhé, đúng mẫu nguyên vẹn không sứt mẻ thì mọi người mới nhận. Và cái mẫu bình hút tài lộc này thì có rất là nhiều cỡ, nhiều size. Ví dụ như là cỡ cao tầm 25 này, 20 này, 25 này, 30, 35, 40, 45 và 50. Nhưng mà với cái cảnh Vinh Quy Bái Tổ này thì cái kích thước phải từ tầm 35 trở lên thì chế tác mới cái cảnh này nó mới đặc tả được cái cảnh, nó nhìn là sống động nhất và là chân thật nhất. Nếu như mà nhỏ quá vẽ thì nó lại không đẹp, không ra được cảnh. Là nặng nhá, đây là dưới đáy này. Ở bình hút tài lộc chúng ta sẽ bày tại phòng khách, bày tại phòng khách. Chúng ta cũng có thể bày tại phòng thờ. Ví dụ với kích thước lớn như thế này chúng ta có thể bày theo cặp, làm một cái một hai cái đôn, sau đó bày theo cặp lên bên trên cạnh hông hai bên bàn thờ. Có thể bày tại nơi làm việc cũng thoải mái nhé. Nó tùy thuộc vào cỡ size, ví dụ như cỡ cao 50 này cái giá của nó sẽ dao động từ tầm 11 triệu cho đến tầm 14, 15 triệu, nó là tùy vào cái cảnh vẽ kỹ hay vẽ thường. Có nhiều kiểu chế tác Vinh Quy Bái Tổ khác nhau mọi người nhá, chứ không phải là chỉ có một cái mẫu chế tác kiểu Vinh Quy Bái Tổ. Nghĩa là người ta có thể chế tác cái cảnh hình người khác này, có thể là núi sông này, cổng làng, nghĩa là có nhiều kiểu chế tác khác nhau chứ không phải là chỉ có một kiểu chế tác Vinh Quy Bái Tổ này. Chính vì vậy là cái giá của nó cũng sẽ khác nhau, nó không bị bó bó trong một cái mức giá nhất định. Nên là lưu ý đối với mọi người. Sản phẩm đã được mạ vàng này. Cái vàng này là được vẽ lên bên trên bình khi mà đã hoàn thành xong, là vàng ở bên ngoài men. Nghĩa khi mà tạo ra một chiếc bình bằng sứ rồi với họa tiết vẽ tay thì sau đó vẽ vàng nước lên bên trên và nung ở nhiệt lại ở nhiệt độ 800 độ C, cái vàng nó sẽ bám vào trên này rất là chắc nhé. Cái ánh kim này của vàng thì nó không bị xỉn hay là không bị xuống màu gì cả, không bị xỉn, không bị xuống màu, thì nên là mọi người yên tâm, chứ không phải là dùng một thời gian mà cái vàng này nó bị xuống màu, nó bị
xỉn lại là không không có nhé. À, có một cái lưu ý là bản thân cái vàng này là phủ bên ngoài men một lớp rất là mỏng, chúng ta không dùng những cái vật sắc nhọn thô ráp, chúng ta mài ma sát trực tiếp lên vàng, vàng có thể nó sẽ bị xước. Đấy là một lưu ý đối với mọi người về cái dòng mạ vàng như thế này. Ở giờ thì mình sẽ quay cận vào cái tác phẩm để chúng ta nhìn rõ hơn nữa được cái họa tiết chế tác ở trên tác phẩm này, nhìn rõ hơn họa tiết. Và hiện tại thì mình đang quay cận vào tác phẩm, mình sẽ quay qua một vòng trước, quay cận lại, quay qua một vòng để chúng ta cùng hình dung rõ được nhé. À, thì đây đầu tiên là hình ảnh, mình sẽ đầu tiên là quay ở đoạn đầu đi. Và đây là hình ảnh cổng làng này, đây là hình ảnh cổng làng này. Cổng làng thì có những bụi chuối này, đặc trưng của cái vùng quê miền Bắc. À, tiếp theo ở cạnh đây là có hình ảnh một cái cây đa, một cái cây đa. Ở đây là hình ảnh những người lớn tuổi ở trong làng, và có cả người lớn tuổi, người trung tuổi và những cậu bé ra cổng làng để đón Trạng Nguyên về làng. Đây là những cái giỏ hoa quả này, người lớn tuổi, đây người trung tuổi này, nét vẽ đều là vẽ thủ công bằng tay hết. Những cái màu xanh này nhé, những cái màu xanh này là cái màu của bên trong men, màu sẽ là bền vĩnh cửu với thời gian. Những cái màu xanh như thế này sẽ là bền vĩnh cửu với thời gian. Đây mọi người có thể quan sát thấy, đây là một vị người lớn tuổi ở trong làng đây, người lớn tuổi ở trong làng. Rồi bắt đầu đến đoạn này ở bên dưới đây nhé, ở bên dưới là những cái cậu bé này. Đấy, ở bên dưới là những cái cậu bé. Rồi tiếp theo lên bên trên một đoạn. Ở trên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái gần như là một người trưởng của cái làng ấy. Tiếp theo đây là hình ảnh những người tùy tùng, những người tùy tùng đang cầm cờ quạt này, đang đi qua một con cầu. Thế nhà vinh quy bái tổ thì có rất nhiều kiểu chế tác họa tiết khác nhau, chứ không phải là chỉ có một mẫu họa tiết này nhé, có rất nhiều kiểu. Đi đằng trước là hình ảnh cờ quạt này, trống này. Đây, chúng ta cùng nhìn cờ quạt trống. Đây, bắt đầu tiếp theo sau là đây là quan này, Trạng Nguyên này, áo gấm về làng, cái áo được vẽ chỉnh chu chỉnh tề này. Đấy, Trạng Nguyên áo gấm về làng, cưỡi ngựa này. Đấy, theo sau đây là phu nhân này. Theo sau nữa là đoàn tùy tùng này, chúng ta cùng nhìn nhé. Ở dưới là nền cỏ đất. Tiếp theo thì đến phần vai bình đấy, thì chúng ta nhìn thấy đây là hình ảnh một cái cổng làng này. Đây là một cái cây đa rất là lớn nhé, cây đa rất là to này, men độ bóng của men thì nhìn ở bên ngoài cực bóng, là chúng ta có thể soi gương được với cái men này. Đây, chúng ta nhìn có thể soi gương được với cái men này nhé. Xa xa là hình ảnh núi này, trên miệng thì kẻ thuyền vàng kim rất là đậm, những lá cờ đang tung bay, chúng ta nhìn thấy nét vẽ rất là mềm mại nhé. Quay một lần nữa cho mọi người cùng nhìn, vẽ rất là chi tiết và tỉ mỉ. Đây là quay lại một lần nữa hình ảnh, cái hình ảnh người ở trong cảnh này, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt rất là rạng rỡ, ai cũng rất là phúc hậu này, khuôn mặt đầy đặn rạng rỡ này. Đấy, với cái hình ảnh vẽ người chúng ta cũng phải thể hiện làm sao cho khuôn mặt nó phải có thần thái vui vẻ tươi vui. Thì khi mà nhìn vào những cảnh này thì chúng ta mới có thể là cảm thấy cái lòng của chúng ta nó mới nhẹ nhàng hơn được. Đó, chúng ta nhìn cái độ bóng của tác phẩm rất là bóng nhé. Đó, hình ảnh những người này, khuôn mặt ai cũng đầy đặn bầu bĩnh. Đấy, tướng người thì tướng người to, thể hiện được sự no đủ đấy.
Bản thân cái hàng này là hàng đất trắng, nhưng mà bên dưới là bên cái da, gọi là cái da ấy, được phủ một cái lớp men là màu ngà vàng. Còn không, nếu như mà không sử dụng cái lớp men ngà vàng thì cái bình nó sẽ trắng tinh như thế này, nó sẽ trắng tinh nhá. Vẫn sử dụng nguyên liệu là đất trắng xương trong không tạp chất, nung ở nhiệt độ 1300 độ C để cho ra cái loại sứ gọi là trắng tinh như đá. Nếu như bác nào mà theo dõi mình nhiều thì sẽ hiểu được. Đây, cái loại sứ xuyên sáng này, hàng sứ xuyên sáng nhé. Thì tại sao phải làm bằng cái loại đất này? Thì làm với cái đất này thì kết hợp với cái bài men này, cái bài men khử như thế này, thì nó mới cho ra được cái bình nó có độ bóng cao, độ bóng và độ sâu. Và chúng ta cứ tưởng tượng khi mà vẽ họa tiết lên trên một tờ giấy trắng thì lúc nào cũng đẹp hơn là vẽ họa tiết lên trên những cái tờ giấy mà nó không được trắng, không được trong cho lắm. Để làm những cái bình phong thủy như thế này thì buộc phải làm bằng những cái loại đất trắng xương trong thì cho ra sản phẩm nó mới gọi là hoàn hảo được. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.